Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thánh vụt gậy Nguyễn Viết Dũng bị cho lên thớt, khối kẻ ẩn danh đang xanh mặt. Ngay cả quan chức của cấp trung ương còn không giữ được mũ ô sa thì nói gì đến những người dựa dẫm vào các quan chức trên. Hiện nay quan chức cấp tỉnh đang run sợ, làm thì sợ sai mà không làm thì thiếu trách nhiệm, đường nào cũng chết. Không khí làm việc tại các cơ quan công quyền ở Việt Nam hiện nay được cho là rất ngột ngạt. Lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đốt ngày càng mạnh, quan sợ xanh mặt thì các sân sau càng phải án binh bất động, đừng làm gì dại dột để ông Trọng phải để ý. Sân sau dựa lưng ông cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vẫn cứ nghĩ là vững chắc mà còn bị đem ra soi, và ông Nguyễn Xuân Phúc đã phải mất chức. Đây là hình ảnh ông Thánh vụt gậy Nguyễn Viết Dũng. Chứ ông Tô Lâm ăn thịt bò rát vàng gây nổi sóng cộng đồng mạng nhưng không sao. Còn các dân cử loại mua ghế như ông Nguyễn Viết Dũng, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam thì không thể nào đứng vững trước dư luận. Ông Nguyễn Viết Dũng dựa vào gì mà dám dùng gậy đánh gôn để vụt vào nhân viên phục vụ sân gôn đến như vậy? Thứ nhất, ông này dựa vào tiền. Thứ nhì, ông này dựa vào quan hệ quen biết. Ghế đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được giới thạo tin cho là ông này đã mua, hoặc nếu không mua thì có quan chức đỡ đầu giới thiệu thì ông này mới vào được, bởi ông ta chỉ là chủ một doanh nghiệp tư nhân. Vụ án Việt Á, vụ chuyến bay giải cứu, vụ cục đăng kiểm đều xuất phát từ dư luận xã hội bức xúc. Vì thế nếu quan chức khôn ngoan thì đừng làm gì để mạng xã hội phải lên tiếng dầm dàn ban tán. Nếu mạng xã hội mà bùng phát thì việc trước sau cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Hành động côn đồ của Nguyễn Viết Dũng đã làm cho mạng xã hội dậy sóng một thời gian rất dài, dư luận hết sức bức xúc. Và kết quả chính quyền đã phải vào cuộc để xử lý vấn đề khủng hoảng này. Cả Việt Nam lên tiếng thì chuyện bứng gốc một ông dân cử quen trong Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là không còn khó nữa. Vào ngày 3 tháng 1, Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã có quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Đất Quảng, với số tiền phạt 6,5 triệu đồng vì hành vi cố ý gây tổn hại sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy công an bao che nhưng cơ quan khác thì không tha. Ông Nguyễn Viết Dũng bị kỷ luật cảnh cáo. Vào ngày 15 tháng 3, Thị ủy Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết họ đang xem xét kỷ luật ở mức độ cảnh cáo đối với ông Nguyễn Viết Dũng. Tiếp theo, Thanh tra Chính phủ sẽ vào cuộc điều tra, kiểm tra tất cả các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó có dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng do ông Nguyễn Viết Dũng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Hiện nay, công tác thanh tra, kiểm tra tạm dừng ở giai đoạn thu thập dữ liệu. Phía Thanh tra Chính phủ cho biết, do có việc bận nên đoàn tạm dừng việc thanh tra, kiểm tra. Khi nào tiến hành thanh tra trở lại thì sẽ thông báo sau. Trước đó, đoàn chỉ mới thu thập các thông tin, tài liệu chứ chưa có thông báo, kết luận. Như vậy là Thánh vụt gậy Nguyễn Viết Dũng đã bị án treo. Công tác thanh tra có thể nối lại bất cứ khi nào. Những ai chống lưng cho Nguyễn Viết Dũng và Hội đồng Nhân dân tỉnh, ai hỗ trợ ông Nguyễn Viết Dũng thâu tóm đất tại Quảng Nam đều đang run sợ. Bản thân cơ quan thanh tra chính phủ cũng đang chứa rất nhiều tiêu cực. Cơ quan này đang bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương giám sát và tạo áp lực rất lớn. Vào ngày 4 tháng 3 vừa qua, ông Trần Văn Minh đã phải thắt cổ tự vẫn. Đó là báo chí trong nước thông báo là đột quỵ. Nguyên nhân bị nghi ngờ là do phải chịu áp lực quá lớn. Thanh tra chính phủ đã nhúng tay vào dự án của ông Nguyễn Viết Dũng. Cơ quan thanh tra chính phủ đang bị áp lực là có thật. Vậy nên, việc tiếp tục thanh tra những dự án của Nguyễn Viết Dũng trong thời gian tới còn đang bỏ ngỏ. Ông Nguyễn Viết Dũng chưa an toàn nên ai kêu mang ông này rồi cũng phải xanh mặt khi xem báo chí sướng tên Thánh vụt gậy Nguyễn Viết Dũng. Từ khi ông Nguyễn Xuân Phúc ngã ngựa, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã để ý rất kỹ những vấn đề ở tỉnh Quảng Nam. Họ quan sát, theo dõi và nếu họ ra tay thì chẳng ai thoát cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin Thánh vụt gậy Nguyễn Viết Dũng bị cho lên thớt, khối kẻ đang xanh mặt.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vương Đình Huệ cùng Tô Lâm mò về quê Tô Lâm, kết nối lớn, đe dọa Thủ tướng Chính phải không? Hiện nay, nhóm lợi ích Hưng Yên đang làm chủ Bộ Công an. Trong đó, ông Tô Lâm, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, Lương Tam Quang, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Nguyễn Duy Ngọc, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ông Tô Lâm ở lại ghế Bộ trưởng Bộ Công an và từ chối cho ghế Chủ tịch nước, phần là vì sợ nếu ra khỏi Bộ Công an thì ông ta sẽ bị thịt. Phần vì ông ta ở lại thì củng cố quyền lực cho nhóm Hưng Yên trong Bộ Công an tiếp tục đi lên. Bởi Lương Tam Quang vẫn còn yếu hơn thế lực của Trần Quốc Tỏ, em trai ông Trần Đại Quang. Ông Vương Đình Huệ là người đứng đầu trong nhóm lợi ích Nghệ An, trong đó có 3 ủy viên Bộ Chính trị là ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính Trung ương và ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra còn có 10 ủy viên Trung ương Đảng khác và một ủy viên dự khuyết. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ cùng Tô Lâm về thăm tỉnh nhà của ông Tô Lâm. Sự liên minh liên kết giữa thế lực Nghệ An và Hưng Yên là sự kết hợp cộng hưởng sức mạnh. Ông Tô Lâm và thế lực Hưng Yên tại Bộ Công an được sự ủng hộ của nhóm Nghệ An sẽ có lợi thế để Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị, đặc biệt là Thượng tướng Lương Tam Quang cần vào Bộ Chính trị để giữ cho Bộ Công an không bị mất về tay nhóm Ninh Bình. Ngược lại, ông Vương Đình Huệ là người có triển vọng làm Tổng Bí thư tại nhiệm kỳ tới. Ông cũng cần xây dựng mối quan hệ với bên công an sao cho thật tốt, vì đây là thanh kiếm và lá chắn của chế độ. Ông Trọng nhờ nắm vào công an nên sức mạnh bây giờ khó ai mà địch cho nổi. Việc nuôi một thế lực triển vọng trong Bộ Công an được ông Nguyễn Phú Trọng làm trước đó, ông Vương Đình Huệ chỉ cần học theo là đủ. Ở nhiệm kỳ 2011-2016, ông Nguyễn Phú Trọng không thể kết nối với Trần Đại Quang, bởi Trần Đại Quang muốn làm một trụ chứ không muốn làm lính cho ai cả. Và đó là lý do ông Trọng nuôi Tô Lâm. Đợi khi Trần Đại Quang rời Bộ Công an thì đưa Tô Lâm lên mà dùng. Từ khi Tô Lâm làm Bộ trưởng Bộ Công an, thế lực ông Nguyễn Phú Trọng mạnh hơn hẳn. Trở lại câu chuyện Vương Đình Huệ bắt tay với nhóm Hưng Yên tại Bộ Công an, thì đây là bước dự trù rất chu đáo cho việc thâu tóm quyền lực sau này của ông Vương Đình Huệ. Xem ra, ông Chủ tịch Quốc hội học bài học của ông Nguyễn Phú Trọng rất tốt. Ngày 14 tháng 3, ông Vương Đình Huệ kéo đoàn hùng binh về thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên, tháp tùng ông Huệ có ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Trung tướng Lê Tấn Tới, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa, vân vân. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ tại Hưng Yên. Đáng chú ý, tháp tùng ông Vương Đình Huệ còn có Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Đảng và là chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội. Ông Nguyễn Đắc Vinh cũng là dân Nghệ An, cũng đang được nhóm Nghệ An đưa vào diện triển vọng vào Bộ Chính trị vào nhiệm kỳ tới. Trong tứ trụ hiện nay có 3 trụ thuộc cùng một phe, đó là trụ Tổng Bí thư, trụ Chủ tịch nước và trụ Chủ tịch Quốc hội. Ông Tổng Bí thư thì đã già, chuyện ông Trọng từ bỏ quyền lực là thời gian không xa nữa, khi đó nhóm lợi ích Nghệ An sẽ lên làm vua. Tuy nhiên, để có thực quyền khi lên đỉnh cao quyền lực, người ta phải chọn đối tác mà kết nối. Liên kết cộng sinh đôi bên cùng có lợi sẽ là cách liên hệ tốt nhất để vượt qua những đối thủ khác. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ và Tô Lâm trước tượng đài Nguyễn Văn Linh ở Hưng Yên. Nhiệm kỳ 2011-2016, khi đó ông Nguyễn Phú Trọng chưa nắm Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Trọng liên kết với Trương Tấn Sang và hai bên đã cùng hưởng lợi rất nhiều. Cuối nhiệm kỳ, thế lực ông Trọng mạnh hơn thế lực của Nguyễn Tấn Dũng, và Trương Tấn Sang cũng đưa một đệ ruột là Trương Hòa Bình vào Bộ Chính trị và nắm chức Phó Thủ tướng Thường trực. Vương Đình Huệ liên kết với Tô Lâm, Phạm Minh Chính sẽ rất vất vả vì mối liên minh này.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de với bản tin Vương Đình Huệ cùng Tô Lâm mò về quê Tô Lâm kết nối lớn đe dọa Thủ tướng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.